Rùa con lang thang. Rùa con tìm nhà. Ngoài kia có gì thú vị không nhỉ? Thôi, ra ngoài ấy nhỡ làm sao thì chết, cứ ở đây cho yên tâm. Ủa, chuyện gì thế? Trời ơi, xem kìa, chiếc lá che chắn cho mình bị rách rồi. Phải làm sao đây? Mệt quá rồi, thôi về nhà nghỉ ngơi đi. Ừ, về thôi. Đúng rồi, mình cũng về nhà thôi. Đây là chiếc lá che nắng cho mình thôi mà, đâu phải nhà mình. Tìm nhà về nghỉ thôi nào. Đi nào. Ủa, nhưng mà mình ở đâu nhỉ? Giờ biết về đâu bây giờ? Kia có một ngôi nhà. Hay đó là nhà mình nhỉ? Thử lại xem sao. Nhà này ở cao quá, làm sao mình lên được nhỉ? Hay gọi các bạn ở đó giúp xem sao. Các bạn ơi! Các bạn ơi! Các bạn ấy chẳng nghe thấy mình. Phải làm sao đây nhỉ? Đúng rồi. Nào, không lên được trên đó thì hút cho cái nhà kia rơi xuống đây là được. Chuyện gì thế nhỉ? Xem kìa, là con rùa đang phá nhà của chúng ta. Phải cho nó một trận mới được, vô cớ lại kiếm chuyện nè. Này này, cái tên rùa kia, làm gì đấy hả? Dám phá nhà của chúng ta hả? Để chúng ta đốt cho chừa đi. Ấy, các bạn đừng nóng. Ây da, cái mai của cậu ta cứng quá, đau quá. Ôi trời ạ, mấy bạn ông bé mà dữ quá. Tí nữa thì mình bị đốt cho rồi. Phen này biết đi tìm nhà ở đâu đây. À, xem kìa, đằng kia có một ngôi nhà kìa. Đây chắc hẳn là nhà của mình rồi. Nó rất vừa vặn và lại không ở trên cao. Này này, sao cậu lại định vào nhà tôi làm gì thế hả? Định trộm cắp gì phải không? Không, tôi không có định trộm cắp gì. Nhưng đây là nhà của bạn hả? Chứ sao nữa, thế không có ý đồ gì thì sao bạn lại đến trước nhà tôi và định vào đây làm gì hả? Tôi đang đi tìm nhà của mình. Tôi tưởng rằng nhà kia là nhà của tôi nên tôi mới... Ôi trời ạ, nhà của mình ở đâu mà còn không biết. Đây là nhà của tôi nha, cậu đi chỗ khác đi. Tôi nhảy cao chưa này? Tôi nhảy cao hơn. À, đúng rồi, lúc trước mình cũng ở cạnh cái ao nước, nên chắc chắn nhà của mình cũng ở dưới nước rồi. Xuống dưới nước như các bạn cá kia xem mới được. Các bạn cá ơi, các bạn có biết nhà tôi ở đâu không? Chỉ cho tôi với. Ủa, rùa đó ư? Xin lỗi, chúng tôi không biết nhà bạn ở đâu cả. Chúng tôi chỉ quanh quẩn ở khúc sông này nên cũng không biết gì nhiều. Hay, tôi đi tìm mãi mà chả thấy nhà mình ở đâu cả. Tôi đã tìm khắp trên bờ rồi. Để tôi đi một vòng tìm dưới nước xem. Chắc không có nhà mình ở đây rồi. Mình bơi một tí mà đã thấy mệt quá à. Phải lên bờ lại thôi. Rốt cuộc nhà mình ở đâu đây? Mình bơi mãi, mỏi mệt rã rời rồi. Thôi, nghỉ một tí đã, rồi đi tìm nhà tiếp vậy. Trời tối rồi, về thôi các con ơi. Cáp, về nhà nào, về nhà nào. Tối rồi, mình vẫn chưa tìm thấy nhà. Giờ thì mình biết về đâu đây? Sao ông trời lại bất công với mình như thế? Tất cả muôn loài đều có nhà, riêng mình thì không. Kìa bạn rùa, sao bạn lại vừa đi vừa khóc thế? Chào bạn ốc sên, bạn đang đi đâu thế? Hay bạn cũng đang đi tìm nhà giống tôi? Tôi đi tìm nhà của mình mãi mà chả thấy đâu. Giờ chẳng biết đi đâu về đâu cả. Ồ, bạn đi tìm nhà ư? Đúng vậy. Tôi đi tìm nhà của mình khắp nơi rồi. Từ trên cao xuống đất, đến cả dưới sông nữa cơ. Tôi tìm mãi mà vẫn không thấy nhà của mình đó, ốc sên ạ. Ồ, có lẽ nhà của bạn ở gần quá nên bạn mới không thấy đó. Đâu? Bạn bảo nhà tôi gần đây rồi ư? Chỗ nào? Chỗ nào vậy? Là chỗ bụi rậm kia sao? Hay đống rơm kia? Ồ, mình nghĩ không phải vậy. Bạn vừa bảo ở gần mình mà. Thế là sao? Bạn hãy nhìn lại phía sau lưng mình xem sao. Sau lưng mình ư? Có chiếc mai của mình thôi mà. À, mình hiểu rồi. Chiếc mai của mình. Đây chính là ngôi nhà của mình. Đúng đó. Cái mai của bạn chẳng phải chính là ngôi nhà của bạn đó sao? Nó giúp bạn trú chân và yên tâm có giấc ngủ ngon còn gì. Và lúc nào nó cũng bảo vệ bạn khỏi mọi hiểm nguy. Cảm ơn bạn ốc sên nha. Nhờ bạn mà tới bây giờ mình mới tìm ra được ngôi nhà của mình. Quá ra cứ mãi miết tìm kiếm đâu xa, nhà chính là ở ngay trên lưng tôi đây này. Nó bảo vệ tôi lúc hiểm nguy và cho tôi giấc ngủ ngon. Đúng rồi. Chẳng phải bạn cũng có ngôi nhà của bạn ngay trên lưng đó sao? Ừ, đúng rồi. Quá ra hạnh phúc luôn rất gần với chúng ta, mà đôi khi chúng ta không nhìn ra được. Chào giám đốc. Ông chưa đi ngủ sao? Tôi đang lên kế hoạch mở thêm một vài chi nhánh kinh doanh vàng bạc đá quý. Tập đoàn Hoàng Kim nhà mình đã có một khách sạn, một cửa hàng nội thất, một tiệm trang sức. Ông còn muốn mở thêm chi nhánh nữa sao? Phải dành thời gian nghỉ ngơi chứ ông. Bà yên tâm, tôi vẫn còn đủ sức mà. Lẽ nào bà không muốn tập đoàn nhà mình ngày càng vững mạnh sao? Thôi, tùy ông đấy. Sao? Cậu nói gì? Nửa đêm mà ông đi đâu thế? Giám đốc, ngài làm gì vậy? Lửa đang cháy to lắm. Tôi phải cứu nó. Cửa hàng của tôi, khách sạn của tôi đều nằm trên khu phố này. Các cậu có biết không? Nhưng lửa đang cháy rất to. Buông tôi ra. Xin lỗi, ông không thể vào được. Chúng tôi đang làm việc. Không, tôi phải vào. Tôi phải. Giám đốc, ngài sao thế? Tâm huyết cả đời ta, sự nghiệp của ta. Hết thật rồi. Tâm huyết của đời ta. Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Tôi đã làm gì sai mà đến cuối đời là phải chịu cảnh trắng tay thế này? Tại sao? Ta đã gây dựng cả đời, vậy mà chỉ trong nháy mắt tất cả đã tiêu tan. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Ngài hãy về nhà nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều. Đám cháy lớn đến thế, cả một viên gạch cũng không còn. Gạch à? Mau triệu tập tất cả các nhân viên lại đi. Thưa giám đốc, ngài muốn họ làm gì ạ? Tôi có việc muốn giao cho họ. Nhanh lên. Vâng ạ. Thưa giám đốc, theo lời dặn của ông, chúng tôi đã thu mua hết các vật liệu xây dựng ở trong thành phố. Khi nào cần, hàng sẽ được chuyển về đây đầy đủ ạ? Tốt, tốt quá rồi. 1 tháng sau, trận hỏa hoạn vừa qua đã thiêu hủy gần một nửa thành phố. Chính quyền địa phương đang dùng mọi biện pháp khẩn cấp để tái xây dựng tất cả các công trình, để đảm bảo mỹ quan của thành phố trong thời gian ngắn nhất. Tất cả các người tham gia xây dựng, tái thiết sẽ được miễn thuế. Vật liệu xây dựng sẽ được gấp rút thu mua với giá cao. Quả không ngoài dự đoán của ta. Ta đã nắm trong tay toàn bộ số vật liệu xây dựng của cả thành phố này. Tất cả sẽ phải tìm đến ta để thu mua. Lãi từ vụ làm ăn này có thể giúp ta gây dựng lại toàn bộ số cửa hàng vật liệu thiêu cháy. Tro tàn của ta lại trở thành vàng. Được biết, trong một thời gian ngắn, ông đã khôi phục được tất cả sự nghiệp của mình nhờ vụ buôn bán vật liệu với quy mô khủng và độc quyền lớn nhất vừa qua. Làm thế nào mà ông có thể tiên đoán được trước sự việc như thần để thu gom số vật liệu khổng lồ như thế? Ông có bí quyết gì chăng? Tôi không có bí quyết gì cả. Chỉ là khi gặp thất bại, chúng ta không nên gục ngã mà phải tìm cơ hội để đứng lên. Tôi chỉ tìm cơ hội trong chính thất bại của mình mà thôi. Hay lắm, nói hay lắm. Cảm ơn ông. Cuội ở trần gian. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một phú ông tham lam, gian ác. Lão luôn nghĩ ra mọi cách để bòn vét tiền của cải người dân. Người người trong vùng đều oán giận. Chà, mát quá, ngồi đây tỉnh cả người. Chào ơi, bao nhiêu là vịt trời. Chỗ này có khi phải đến hàng trăm con vịt, mà có khi cũng phải hơn cả hàng trăm con vịt nữa. 2, 4, 6, 8, 12, 18. Cái lũ vịt này không chịu đứng yên cho ta đếm gì cả. Thôi mặc kệ chúng bay. Đúng là cái đầu vịt trời. Thằng kia, thấy ngựa phú ông sao không tránh? Bẩm phú ông, tôi đang chăn vịt nên tôi không biết ngựa phú ông đi đến. Phú ông Lan nhìn ra hồ, thấy đàn vịt nhiều vô kể. Ngốt mắt quá, lòng tham lại nổi lên. Phú ông liền nhận đó là hồ nhà mình. Thằng này dám đem vịt đến ăn hết cá hồ nhà phú ông. Phú ông bắt vạ mày. Bẩm phú ông, tôi nuôi vịt để dành tiền lấy vợ. Lấy vợ hả? Được rồi, lẽ ra ta phạt ngươi 10 đồng bạc. Nhưng thôi, nể tình ngươi nuôi dành tiền lấy vợ, ta mua lại với giá 2 đồng. Ngươi xuống dọn vịt lên bán cho ta. Không được đâu, 2 đồng tôi chưa đủ tiền lấy vợ. Ngươi không cầm tiền, ta sẽ cho lính xuống bắt hết vịt. Dám thả vịt ăn trộm cá hồ nhà phú ông. Thôi thì tôi bán cho phú ông, nhưng đàn vịt đang ăn phải để đến chiều tối phú ông hãy cho người dồn về chuồng, chứ đuổi bây giờ vịt bơi tản đi mất. Được rồi, ngươi nghĩ ta không biết những điều đó sao? Giờ đàn vịt là của ta, ngươi hãy đi đi. Các ngươi, tất cả số vịt này là của ta, các ngươi hãy lùa hết về nhà, không được phép để con nào tản đi. Rõ thưa ông. Trời ơi, cái gì thế này? Vịt hay là chim đây? Ông ơi, đó là những con vịt trời mà ông. Vậy là phú ông đã bị cuội chơi khăm một lần. Cuội khiến phú ông bỏ tiền ra chỉ mua những con vịt trời. Ông ta tức giận lắm. Ông quyết định sẽ khiến cuội phải trả giá đắt, sẽ trừng trị cuội một trận nên thân. Một hôm, cuội đi lơ ngơ thế nào lại bị lão phú ông nọ nhận được mặt cái thằng bán vịt trời. Lão cho lính trói gô cuội lại. Phú ông sai làm một cái rọ, xếp đá tảng, rồi bỏ cuội vào lôi ra bờ sông để đẩy cuội xuống sông. Dây dưa vào lão phú ông tàn bạo này thì anh ta chết chắc rồi. Anh ta cũng to gan được, dám lừa cả phú ông. Ôi dào, cứ phải thế lão ta mới chừa cái tội tham lam của mình. Anh nói nhỏ chứ, phú ông mà nghe thấy thì tai họa đấy. Để tôi ra xem anh ấy thế nào rồi, tội nghiệp. Này anh cuội ơi, sao anh lại dại thế? Anh có muốn nói gì với bà con bản mường trước lúc chết không? Bà con ta ở bản mường quên rồi sao? Ngày trước các cụ đã nói, hòn đá thì nổi, quả bưởi thì chìm. Rõ đá này ném xuống sông, tôi càng được đi tắt nhanh về đến nhà. Nói khẽ chứ, chả có phú ông nghe tiếng mà bỏ bưởi vào thì tôi chết đấy. Trò đời, càng nói khẽ thì tiếng càng loan to. Ngay lúc ấy, phú ông Lang đã nghe biết chuyện, bỏ đá thì nổi, bỏ bưởi thì chìm. Phú ông lấy làm mừng thầm về những điều của nói rất kịp thời để phú ông thay đổi. Thằng ranh này gớm thật, sắp chết lại còn định lừa cả phú ông. May mà ta kịp nghe, không thì đã cho nó đường sống rồi. Lính đâu, ngay lập tức đang ngay cho ta một cái giỏ lớn hơn và bỏ thật nhiều bưởi vào đó, nhét thằng nhãi ranh vào đó cho ta. Rõ thưa ông. Trời ơi, có ai không? Cứu tôi với, nhiều bưởi thế này tôi chết mất. Quẳng nó xuống sông cho ta. Tội nghiệp quá, thế là hết đời. Chìm nghiệm luôn kìa. Tất cả những ai dám giỡn mặt với ta đều sẽ có kết cục thế này. Chúng bay ơi, nhìn kìa, một cái giỏ toàn bưởi là bưởi kìa. Chúng bay ơi, ra kéo ta vào, ta cho tha hồ anh. Lũ trẻ bơi ra kéo rọ bưởi vào bờ. Cụi cho mỗi đứa một quả, còn bao nhiêu, cụi cổng cả rọ vào một viên lan cun gần đấy. Phú ông tôi ở mường trên, đương thiếu trâu cày. Giờ lại vào mùa vụ, phú ông cho tôi đem xuống biếu ông rọ bưởi quý. Mượn ông con trâu vài hôm. Phú ông là to nhất vùng, làng đá này chỉ là làng mường, làng bản. Nghe nói được bưởi phú ông biếu đã mừng rồi. Làng đá liền tắm trâu sạch sẽ, đen mượt rồi cho củi sắm trâu về. Củi thảnh thơi cưỡi trâu về qua nhà phú ông. Phú ông trông thấy củi ngồi trên lưng con trâu béo tốt qua cổng, lấy làm ngạc nhiên lắm. Tên kia, ngươi vẫn chưa chết hay sao? Ở đâu ra mà ngươi có con trâu béo tốt thế? Bẩm phú ông, cái rọ bưởi phú ông ném tôi xuống sông lại chìm ngay trước cổng dinh vua Thủy. Vua Thủy hỏi tôi mang bưởi đi đâu, tôi không dám nói tôi bị tội trôi sông. Mạn phép phú ông tôi nói là phú ông sai tôi đem bưởi xuống tiếng vua. Rồi sao? Nói nhanh lên. Dưới nước không có bưởi, vua Thủy Tề ăn khen ngon lắm, rồi cho tôi cưỡi con trâu này về biếu phú ông. Lại nói dưới ấy đương xây cung điện, thiếu đá ung vôi, xin phú ông cho đem đá xuống. Dưới ấy cứ một rọ đá thì đổi được một con trâu hoặc một hạt ngọc trai. Thật vậy sao? Được, vậy thì đích thân ta sẽ bàn đá xuống. Phú ông lại sai là một cái rọ rõ to. Phú ông vẫn tin là hòn đá thì nổi. Bay đâu, mau ném ta xuống nước để ta đi gặp vua Thủy Tề. Sao lạ vậy nhỉ? Sao hắn ta lại tự hại mình? Có lẽ nào hắn ta tàn ác quá nên giờ bị trời phạt quẫn trí rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.